Chào mừng quý vị và các bạn đang quay trở lại với chuyên mục tin tức mới mỗi ngày. Hy vọng quý vị và các bạn sẽ có những thông tin thật bổ ích và đừng quên ấn nút like, share và đăng ký để ủng hộ cho kênh của chúng tôi nhé. Và sau đây, xin mời chúng ta cùng đến với những phần tin chi tiết. Các gia quậy trong tiệc cưới như Quỳnh Ngọc Sơn trong bữa tiệc ngoài trời sau phần làm lễ, diễn viên Hải Anh Đức và ca sĩ Ngô Kiến Huy thử tài múa lửa, còn các sao nam khác ra sức tranh cướp như Quỳnh Ngọc Sơn. Đám cưới như Quỳnh Ngọc Sơn là dịp hội ngộ của rất nhiều ngôi sao trong showbiz Việt. Họ vui vẻ nô đùa, nâng ly, uống đến say để chúc mừng cho hạnh phúc của đôi trẻ. Lưu Lê, Hoàng Thùy Linh ngồi chung bàn tiệc với Nu Phước Thị, Phạm Quỳnh Anh, Minh Hằng, Khả Ngân, Ngô Kiến Huy. Độ hot của cái tên Ngọc Sơn chưa bao giờ dừng lại. Chỉ cần là vấn đề về Ngọc Sơn thì luôn được quan tâm và bình luận rôm rả. Tuy nhiên, trước khi để những tin đồn đi quá xa, chính chủ đã lên tiếng. Ngọc Sơn cho biết, Ngọc Sơn xin cảm ơn đại gia đình dấu yêu luôn dành tình cảm đặc biệt dành cho mình. Chắc là mọi người thấy rằng Ngọc Sơn và Như Quỳnh xứng đôi nên vui vẻ gán ghép vậy thôi. Cả nhà ơi, chuyện này không có đâu, vì thời gian Ngọc Sơn nghỉ ngơi còn không có thì làm sao có thời gian đi. Bàn chuyện đám cưới với Như Quỳnh tiếp lời, Ngọc Sơn nói, Ngọc Sơn từng chia sẻ trên báo rằng mình từng có tình cảm đặc biệt với Như Quỳnh, nhưng đó là chuyện của hơn 20 năm trước, còn giờ đây chúng tôi chỉ là hai anh em thân thiết với nhau trong nghề và trong cuộc sống đời thường. Xin cảm ơn đại gia đình đã luôn yêu mến, khi nào có tin vui, Ngọc Sơn chắc chắn sẽ thông báo đến với đại gia đình dấu yêu. Ngay vốn dĩ là một ca sĩ có khả năng nói lưu loát 8 thứ tiếng, khán giả có mặt tại hậu trường show Paris cũng phải ngả mũ thán phục khi nam danh ca giao tiếp với các fans nhí đến từ Đức bằng tiếng Đức vô cùng lưu loát. Ngọc Sơn cảm thấy vô cùng hạnh phúc, xúc động khi đón nhận được tình cảm vô cùng đặc biệt của khán giả Paris dành cho mình. Cảm ơn đại gia đình châu Âu đã đến và cổ vũ, ủng hộ cho các nghệ sĩ Việt chúng tôi trong đêm diễn vừa qua, nam danh ca chia sẻ. Và dù gần 50 tuổi nhưng đời tư của ông Hoàng Nhạc Xến vẫn luôn là một dấu hỏi lớn với công chúng, khán giả. Ái mộ đã luôn mong chờ một đám cưới hậu hĩ của thần tượng suốt bao nhiêu năm nay. Mới đây, dư luận rộ lên thông tin giọng ca hải ngoại Như Quỳnh và ông Hoàng Nhạc Xến Ngọc Sơn đã yêu nhau được một thời gian và chuẩn bị tiến tới hôn nhân. Theo tin đồn đang lan truyền rầm rộ trên mạng xã hội, gia đình của hai ngôi sao nhạc trữ tình đã gặp nhau và đám cưới là điều không còn xa. Với sức hút tên tuổi của Như Quỳnh và Ngọc Sơn, ngay khi thông tin được chia sẻ đã nhận được rất nhiều sự quan tâm của công chúng, đồng thời nổ ra nhiều cuộc bình luận sôi nổi. Như Quỳnh sinh năm 1970, từng được xem là mỹ nhân làng nhạc khi sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng giọng ca ngọt hiếm có. Nhắc đến Như Quỳnh, khán giả luôn nhớ đến loạt ca khúc trữ tình đi cùng năm tháng như Người Tình Mùa Đông, Duyên Phận, Vùng Lá Me Bay, Chuyện Hoa Sim, Chuyện Tình Người Trinh Nữ Tên Thi năm 1993. Như Quỳnh cùng gia đình sang Mỹ và nhanh chóng trở thành một trong những ca sĩ đắt show nhất ở thị trường hải ngoại. Khán giả yêu thích nữ ca sĩ gốc Quảng Trị không chỉ bởi giọng hát truyền cảm, đầy cảm xúc mà còn bởi gương mặt mang nét đẹp đặc trưng của phụ nữ Việt. Như Quỳnh đẹp giỏi nhưng cô lại lận đận đường tình duyên. Được biết, cô từng thông báo kết hôn với kỹ sư Nguyễn Thắng tại Mỹ và đón con gái đầu lòng tên Melody Đông Nghi vào năm 2007. Như Quỳnh từng tâm sự, ông xã của cô công tác trong cơ quan chính phủ Mỹ, anh không hề biết cô là ca sĩ thời gian đầu mới quen, anh là chỗ dựa vững chắc ở bên, che chở cho cô khi gặp sóng gió trong cuộc sống. Tuy nhiên, nữ ca sĩ cũng không giữ được mối duyên này lâu. Đến tháng 6 năm 2015, trong một talk show ở hải ngoại, Như Quỳnh thông báo cô và Nguyễn Thắng đã chia tay khi chưa tổ chức đám cưới. Nguyên nhân là do cả hai không hiểu nhau và không vượt qua được những khác biệt trong mối quan hệ. Tôi có con nhưng chưa bao giờ được mặc áo cô dâu, mặc dù tự tay Như Quỳnh đã chuẩn bị cho mình một chiếc váy cô dâu rất đẹp để mặc trong ngày vui nhất của cuộc đời. Nhưng có lẽ do mình đã được quá nhiều thứ nên cuộc đời bắt mình phải hy sinh đi một cái gì đó. Không ai có thể được nhiều thứ cùng một lúc mà không mất, Như Quỳnh tâm sự. Dù đổ vỡ với tình cũ nhưng nữ ca sĩ bày tỏ, cô cảm thấy may mắn vì con gái Melody Đông Nghi vẫn nhận được sự quan tâm từ người cha dù sống cùng mẹ, cậu và bà ngoại. Mỗi cuối tuần, chồng cũ Như Quỳnh sẽ sang đón con về nhà mình và cố gắng bù đắp cho bé để Đông Nghi không cảm thấy bị thiệt thòi. Như Quỳnh cho
Hay bạn trai cô là giáo sư toán, am hiểu nhiều lĩnh vực trong cuộc sống, kể cả nghệ thuật. Nhờ vậy, mỗi lần chọn bài thu âm hay đi diễn, Như Quỳnh đều hỏi ý kiến bạn trai. Khi yêu xa, họ liên lạc hàng ngày qua tin nhắn, mạng xã hội. Lúc ở gần nhau, họ dành thời gian cùng nấu ăn, uống trà, đi dạo hay đi du lịch. Thời quan có tin đồn Như Quỳnh và Ngọc Sơn kết hôn. Tuy nhiên, sự thật lại không phải như đồn thổi. Trước ồn ào này, Ngọc Sơn đã phải thay Như Quỳnh lên tiếng. Anh cảm ơn đại gia đình đã quan tâm tới cuộc sống của anh. Tuy nhiên, không có chuyện anh và Như Quỳnh tổ chức đám cưới vào cuối năm. Tôi rất yêu mến Như Quỳnh, từ 20 năm trước đã yêu quý rồi. Cảm ơn đại gia đình đã quan tâm, nhưng tôi với cô ấy không có đám cưới nào cả. Khi nào Ngọc Sơn có tin vui sẽ thông báo tới đại gia đình chia vui cùng, Ngọc Sơn chia sẻ. Trong khi đó, phía ca sĩ Như Quỳnh cũng lên tiếng bác tin đồn trên và cho rằng đó chỉ là lời đồn không có căn cứ. Tuổi 52, Như Quỳnh không chỉ lận đận trong đường tình, cô còn bị gặp vấn đề về sức khỏe. Năm 2021, một clip ghi lại sự cố Như Quỳnh tại một sân khấu ngoài trời khiến khán giả chú ý. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu Như Quỳnh giảm sút phong độ, dẫn đến nhiều ý kiến chỉ trích Như Quỳnh không tôn trọng khán giả khi thường xuyên quên lời, hát sai nhịp, hụt hơi. Nhiều người tỏ ra tiếc nuối giọng ca đỉnh cao một thời không còn giữ được phong độ. Khi làm giám khảo tại thần tượng Bolero, dù cố che giấu, khoảnh khắc miếng của cô bị giật về một bên cho thấy Như Quỳnh có vấn đề về cơ mặt. Ít lâu sau đó, có thông tin Như Quỳnh ngất xỉu ngay trước một buổi diễn. Hình ảnh nữ ca sĩ trong phòng cấp cứu khi vẫn còn mặc trang phục biểu diễn trên mạng xã hội khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng. Tại hải ngoại, cũng từng có thông tin Như Quỳnh ngất xỉu ngay khi đang quay hình ca khúc mới. Thông tin về sức khỏe của Như Quỳnh từng được tiết lộ trong một buổi livestream của Trấn Thành. Sẻ nữ ca sĩ mắc phải chứng bệnh động kinh, Trấn Thành nói trên livestream mỗi lần bị stress, tụt canxi là chị Quỳnh lại bị giật động kinh, phải sử dụng thuốc nhiều nữa nên tội nghiệp chị lắm. Khi chị Như Quỳnh được nghỉ ngơi đầy đủ thì chị hát xuất sắc. Tôi đã qua gặp chị ở Mỹ rồi. Nữ ca sĩ Thanh Hà cũng từng bộc bạch trên một chương trình trực tiếp. Những ai thương yêu Như Quỳnh hãy thương Như Quỳnh thêm vài năm nữa, vì Như Quỳnh cũng có một câu chuyện mà mình không tiện nói ra đây. Thôi, thương lắm mọi người ơi, một người quá hiền mà lại gặp quá nhiều vấn đề. Bản thân ca sĩ Như Quỳnh cũng chia sẻ liên tục sử dụng thuốc ngủ và chứng bệnh động kinh cản trở nhiều hoạt động. Như Quỳnh phải uống thuốc trị một khối u trong não. Loại thuốc này khiến cơ thể nữ ca sĩ tích nước và sưng phù. Đối diện với khối u đã trên 10 năm, trí nhớ Như Quỳnh sụt giảm đáng kể, đôi khi nữ ca sĩ còn không kiểm soát được trên sân khấu.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.